đi xong rồi hả? Dạ. Năm nãy mới có 500 giây luôn á. Mà mẹ đau bụng mà vô nhanh lắm. Mới vô ra liền à? Chứ đâu phải như gấu đâu. Đúng rồi, em mấy tiếng luôn. Ê, để một tiếng. Đau bụng hả? Ừ, mẹ mới đi nữa đau bụng nữa. Sao bữa nay ăn cái gì mà mình đau bụng biết hả bé? Ăn liếc mẹ à? Hồi trưa mẹ có ăn gì không? Mẹ ăn cơm với lại thịt vịt. Ừ. Chắc mẹ ăn trúng cái hồ câu á. Cái hồ câu là chị ối ơi. Với cái này phải chị tắm. Không để chạy nha. Để con tắm hết cho. Đấm... Sao mẹ quay chi vậy? Tắm bể cái bụng của mẹ. Sao mẹ quay chị? Mẹ thích quay thì mẹ quay. Mẹ đó băm. Đủ 4 giờ rồi đó. Chưa được, chưa được 4 giờ mà. Mấy giờ? 4 giờ kém mà. Vậy là ừ, đủ 4 giờ rồi đó. Tụi con ăn xong chưa mà đá đây con ăn hết bịch này một trong một giây ăn hết đi. Co cái miệng à. Liêm luốc không? Đó, thấy chưa? Đó, thấy liêm luốc chưa? Liêm kia. Con trai tôi nó bày hay chán được chứ. Thổi đâu vậy? Từ từ ăn, ai biểu gấp gáp đâu mà ăn cho đổ thổi ra, ăn cho hung rồi thổi ra vậy? Hết. Nó mấy cái bành tiền đó. Cà liếm miếng ơi. Nó ngọt quá à, mẹ ơi. Bởi nó ngọt vậy á cho nên mẹ mới không cho con ăn mấy cái này á là vậy đó. 4-5 giờ mới đá nhưng mà bây giờ mẹ đau bụng vậy không đứa nào quan tâm hết mà ở đó rủ mẹ đi đá hoài đó. Bây giờ con quan tâm sao cho bụng mẹ hết đau đi. Thì bao dầu con dầu con lấy dầu đây. Lấy chai dầu đi. Thôi mày lấy đi. Không thôi, không chịu quan tâm mẹ vậy thôi chứ. Nãy con mang dài mệt lắm, bây giờ mang dài thêm nữa mệt à, nữa. Ý là bỏ ra bỏ vừa nó mệt hả? À. À vậy đúng rồi. Vậy sao? Vậy nghỉ đây. Nghỉ đây ngồi chút thử coi nó hết chưa, nó hết không. Thôi để con lấy dầu cho. Mày! Sao? Kệ nó. Nó phá quá à, để nó dính bẫy bớt chứ. Phá nhà mình quá mà. Mày, sao? Con chửi ai vậy? Con chửi con chuột. Trời. Chửi con chuột luôn. Đó, bôi dầu cho mẹ đi. Mở nắp ra, mở nắp ra đi mẹ, mẹ bôi tự bôi. Con mở nắp ra giùm mẹ thôi.
Đâu đây ạ? Kéo áo lên, kéo áo lên cho mẹ. Hồi bữa con chơi ngu quá, con bơi nhiều quá cho nên con bị rát cái bụng. Bởi vậy bơi dầu là bơi vừa thôi đó. Rồi đậy nắp lại đi, cắt vô trong đi. Chạy massage đi. Ngồi ừ, gái massage cho mẹ đi. Nẻ áo về đi, dính tay. Gắt massage đi. Massage cho mẹ mà cũng sợ dính tay nữa. Chạy lên. Để đó massage đi cho khỏi dính tay con cũng được. Con massage đi. Massage cái bụng cho nó thoải mái xíu rồi cho nó hết đau bụng. Rồi mới đi đá banh được. Massage bụng xong căng hỏi chị hai á, nãy giờ mẹ nói gì không nghe gì hết đứa đó. Ủa mẹ nói gì ạ? Mẹ nói là đợi cho bụng mẹ hết đau đi rồi đi, chạy còn lâu hơn nữa. Đỡ hơn tí nào chưa? Hơi thoải mái hơn xíu rồi đó. Để đi, con đang bóp massage cho mẹ mà. Để em làm đi, làm đi. Đó đâu phải của con đâu mà con dành. Con dành nữa à. Dành có sao mà dành. Hết dành hồi làm thôi để nếu con mà ngồi chị đi. Hai ngồi xong chị hai đụng là chị hai dành. Nếu mà chị hai ngồi xong mà chị hai không đụng là người đó sẽ được ngồi, chị khác sẽ được ngồi. Cái này biết rồi. Đó là hai tụi con vậy thôi chứ theo mẹ thấy thì không ngồi nữa thì người khác ngồi chứ giờ không lẽ bây giờ mình dành cả ngày luôn nè. Con dành cả ngày á nhưng mà lỡ mẹ ngồi á vẫn là của con. Chứ không của ai hết. Mẹ mắt sắp bụng chưa đại ca? Đã chưa? Rồi đỡ rồi đó. Đỡ hả? Để ngồi nghỉ một xíu nữa là xong. Bụng gấu làm gì mà phải massage? Bụng gấu á, bụng biết con gấu biết làm gì không? Đi hút mỡ. Hút mỡ chi? Cho nó nhỏ cái bụng lại nó mới sáu múi. Sáu múi chi cho nó sáu trai. Sáu múi nó đẹp trai mà. Sáu múi cười bắp. Yeah.